Chị ơi, em chưa từng biết bó hoa thì có học được bó hoa của chị hay không? Đây là một câu hỏi mà mình nhận được rất là nhiều kể từ khi mà mình mở khóa học. Và với các bạn khác thì mình không biết, nhưng đối với mình, những ai chưa từng biết đến hoa, chưa từng bó hoa mà chỉ cần có đam mê làm hoa và chịu khó là bên nhà mình đã có thể học được. Và mình khẳng định một điều, với những bạn như thế này thì sẽ học nhanh hơn những bạn không mà đã biết bó hoa hoặc là bó hoa chưa được đẹp. Tại sao lại như vậy? Bởi vì những bạn mới chưa từng biết đến một cái gì đến bó hoa thì khi đó mình nói cái gì là các bạn sẽ tin và các bạn sẽ làm theo ngay đến đó. Còn đối với những bạn đã biết bó hoa rồi hoặc bó hoa chưa được đẹp thì khi mà bọn mình nhắc đến cũng như là hướng dẫn một cái cách mới thì các bạn sẽ soi lại những cái mà các bạn đã làm và các bạn sẽ cảm thấy đúng thì các bạn mới làm, còn không đúng thì các bạn sẽ không làm. Và như vậy thì các bạn sẽ mất một khoảng thời gian suy nghĩ để làm theo. Chính vì vậy thì cái thời gian để hoàn thành cũng như cái thời gian học các bạn sẽ bị chậm hơn nếu như các bạn không thay đổi tư duy. Và đối với những bạn mà chưa được học, chưa biết gì đến hoa, chưa biết gì, chỉ có niềm đam mê và yêu thích thôi thì các bạn giống như một cái tờ giấy trắng vậy, các bạn sẵn sàng để mình viết bất kỳ một cái điều gì lên đó. Và đối với những bạn mà đã biết rồi thì các bạn giống như một cái tờ giấy mà đã viết lên đó rồi thì có những cái đúng và có những cái thì không đúng. Chính vì vậy thì mình sẽ phải mất một cái khoảng thời gian để tẩy đi những cái không đúng của các bạn và giữ những cái đúng, sau đó thì sẽ dựa trên những cái đúng của các bạn để giúp cho các bạn có những cái thao tác đúng, nhanh và làm cho các bạn có những cái bó hoa đẹp hơn. Chính vì vậy khi mà tham gia khóa học thì bên nhà mình luôn luôn có một xây dựng một cái tư duy cho các bạn, đó là khi bọn mình nói gì thế nào thì các bạn cứ nghe như vậy. Đấy là mình nói thôi, còn việc các bạn thì cũng sẽ có những bạn nghe ngay, có những bạn sẽ phải soi xét lại. Và như vậy thì theo kinh nghiệm của mình thì mình thấy được là hầu hết những cái bạn như vậy thì cái thời gian học nó sẽ lâu hơn và hiệu quả nó ra sẽ ít hơn. Mùa 14 tháng 2 sắp tới rồi, đây chính là mùa mà giúp cho chúng ta có đạt cái lợi nhuận cực kỳ cao. Tại sao tôi lại nói như vậy? Bởi vì mùa này khách hàng của chúng ta sẵn sàng chi trả mức giá cực cao để có thể có những bó hoa to và đẹp. Khách sỉ của chúng ta cũng sẵn sàng chi ra những số tiền lớn để nhập những mẫu hoa to và đẹp. Ở mùa này sẽ có rất nhiều những mẫu hoa độc lạ. Chính vì vậy thì ngày 25 đến 29 tháng 11 này bên nhà mình có mở một khóa học cuối cùng của năm 2022 này. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tất cả những thao tác cũng như là những mẫu mã làm sao để giúp cho các bạn có được cách để có thể làm được những mẫu hoa đẹp. Tại sao bạn nên tham gia khóa học này ngay? Bởi vì lý do thứ nhất, bên nhà mình không dạy thao tác, không dạy mẫu, mà bên nhà mình chỉ dạy nguyên tắc để tạo lên một bó hoa. Chính vì vậy, khi mà các bạn học ở bên nhà mình xong, về các bạn chỉ cần nhìn được bó hoa mà khách hàng đưa, các bạn sẽ có ngay lập tức được cách làm và thậm chí nắm được nguyên tắc thì các bạn có thể làm đẹp hơn cả mẫu. Lý do thứ hai, đó là các bạn sẽ được học những cái bí quyết cũng như là những cái cách để giúp cho các bạn có được một cái cách làm hiệu quả, chi phí cực kỳ thấp nhưng hiệu quả rất là cao. Đặc biệt những cái cách mà mình hướng dẫn ở đây thì các bạn sẽ áp dụng được ngay trong mùa 14 tháng 2 này và cam kết nếu như các bạn làm theo mình hướng dẫn, chắc chắn các bạn sẽ có đơn ngay trong mùa 14 tháng 2 sắp tới. Lý do thứ ba, các bạn thấy là trong thời điểm 20 tháng 11 này cũng như là những buổi sát với lễ thì hầu hết tôi thấy rất là nhiều bạn đăng về cái việc là sức khỏe của mình ốm yếu rồi mệt mỏi, thức đêm thức hôm, gia đình không ai chăm cũng như là không làm được những cái việc khác và đặc biệt là sức khỏe đi xuống rất là nhiều. Có nhiều bạn mình thấy còn đang đang ở trong bệnh viện. Các bạn làm để làm gì? Đúng không? Làm để giúp cho cuộc sống tốt hơn. Nhưng mà cứ đến mùa lễ Tết là các bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi. Còn bản thân của mình, trước đây mình cũng đã từng như vậy. Nhưng đến thời điểm hiện tại, nhờ nắm được bí quyết quản lý nhân sự, nắm được bí quyết trả lương và đến thời điểm này đang rất là bận rộn mà mình vẫn cứ thoải mái và vẫn cứ thoải mái để có thể hỗ trợ các bạn học viên cũng như là giúp cho các bạn có thể tổ chức cũng như là việc mình có thể tổ chức được một cái khóa học như vậy. Đây cũng là một trong những cái nội dung mà mình chia sẻ trong khóa học của bên mình. Nhiều bạn nói rằng thuê người thì nhỡ đâu đến lúc người ta thành thạo người ta đi rồi thì sao?
Đây cũng là băn khoăn của rất là nhiều bạn và cũng là của mình. Nhưng khi mà mình nắm được cách để quản lý nhân sự cũng như là cách để trả lương thì mình không còn quá lo lắng về vấn đề đó nữa. Bởi vì làm gì thì làm, họ cũng chỉ có một cái mục đích, đó là lợi nhuận cũng như là tiền lương cầm về hàng tháng mà thôi. Nếu như chúng ta biết cách để có thể đáp ứng được nhu cầu của họ cũng như là đem đến lợi nhuận cho mình thì tội gì mà các bạn không làm. Đây cũng chính là một trong những mục mà mình có chia sẻ rất là kỹ trong ngày thứ năm các bạn học ở bên nhà mình. Lý do thứ năm mà các bạn nên lựa chọn khóa học ở bên mình, đó là mình đã có kinh nghiệm rất là lâu trong việc hỗ trợ các bạn mới, như từ trên YouTube đến các bạn học viên. Mình hiểu được tâm tư, tình cảm cũng như là những cái khó khăn của các bạn gặp phải khi bó hoa. Chính vì vậy mình chỉ cần nhìn là mình biết được cách để khắc phục, giúp cho các bạn có thể có những cách làm đúng, cách làm hay. Cũng có nhiều người nói rằng liệu 5 ngày, thời gian nó quá ngắn như vậy thì có thể ra nghề được hay không? Mình khẳng định 100% là các bạn hoàn toàn có thể ra nghề và nhận đơn. Bởi vì tại sao? Vì ở đây mình dạy cho các bạn nguyên tắc cũng như là gốc rễ của vấn đề, gốc rễ của việc bó hoa. Chính vì vậy thì về các bạn sẽ phát triển lên rất là dễ dàng và các bạn sẽ không mất nhiều thời gian cho việc học làm mẫu. À, nó giống như việc là các bạn nấu cơm vậy. Nguyên tắc của nó đó là các bạn sẽ phải đong gạo, vo gạo và cắm để cung cấp nhiệt để cho nó nóng lên, để cho nó chín cái gạo, đúng không? Đó, thì mình cung cấp cho bạn nguyên tắc như vậy và về thì các bạn chế biến thành nồi cơm có cơm nếp rồi cơm thơm, gạo thơm rồi chế biến màu vào đó, đó là do các bạn. Chính vì vậy thì chỉ cần 5 ngày ở đây là các bạn hoàn toàn có thể nhận được đơn. Và 5 ngày học ở đây thì mình cung cấp cho các bạn những cái nguyên tắc đó và giúp cho các bạn luyện tập những nguyên tắc đó. Thì về nhà các bạn chỉ việc tiếp tục luyện tập và các bạn sẽ có ngay kết quả. Đặc biệt những cái mùa lễ sắp tới như mùa 14 tháng 2 này rồi thì các bạn sẽ có thể có được đơn ngay và lợi nhuận chắc chắn là sẽ ra ngay khi mà các bạn nhận được đơn 14 tháng 2. Bởi vì ở mình có chia sẻ những cái nguyên tắc, những cái cách làm rất là đơn giản, chi phí thấp nhưng lợi nhuận cực kỳ cao. Đó là cái điều mà mình khẳng định. Và sau 5 ngày học, bên nhà mình có cam kết nếu như bạn không ưng với khóa học, mình sẽ hoàn lại học phí cho các bạn. Tại sao mình lại đưa ra cái cam kết này? Bởi vì khi mình cam kết như vậy thì ép bản thân của mình sẽ phải học, dạy làm sao để giúp cho các bạn dễ hiểu nhất, các bạn mất ít thời gian nhất nhưng đạt hiệu quả cao nhất. Và với cái cam kết như thế này thì các bạn cũng sẽ mới để mà đưa ra để mà cái với một chi phí, một cái học phí cũng như là 5 ngày học là các bạn cũng sẽ phải đắn đo suy nghĩ rất là nhiều. Chính vì vậy thì các bạn sẽ không phải lo về việc mất tiền mà không thu được cái điều gì. Sau 5 ngày học, mình luôn luôn hỏi học viên có đồng ý, ưng ý hay không. Thì hầu hết là các bạn luôn luôn nói với mình rằng là vô cùng ưng ý và sẵn sàng giới thiệu cho bạn bè cũng như là những người mà quan tâm đến khóa học của bên mình. Đó là một cái thành công cực kỳ lớn của bên mình và mình rất là vui khi mà các bạn có được cái điều đó. À, nếu như bạn nào có quan tâm đến khóa học của bên mình thì các bạn hãy cứ comment ở bên dưới, mình sẽ hỗ trợ cho các bạn cũng như là giới thiệu thêm về khóa học của bên nhà mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chúc cho mọi người có mùa 20 tháng 11 bội thu.